chốt ngày khởi công 3 dự án cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh. 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 qua tỉnh Hà Tĩnh gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng và Vũng Áng Bùng. Hiện nay, 2 trong số 3 dự án này đã cơ bản chọn xong nhà thầu thi công 2 gói thầu đầu tiên. Trong đó, gói thầu 11XL dự án đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi do liên danh Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng thi công. Gói thầu 11XL đoạn Hàm Nghi Vũng Áng có chiều dài 30 km, giá trị 4.456 tỷ đồng, do liên danh Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Xuân Trường Công ty Cổ phần P471, Công ty Xây dựng tự lập thi công. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao 81,07% khối lượng mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án. Hiện địa phương này đang tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương thực hiện các phần việc, trong đó có nguồn vật liệu phục vụ thi công. Đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long chủ đầu tư dự án cho biết, dự kiến ngày 1 tháng 1 năm 2023 diễn ra lễ khởi công 2 gói thầu xây lắp đoạn Bãi Vọt, Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua Hà Tĩnh. Trong đó, địa điểm diễn ra lễ khởi công dự án đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi là khu vực nút giao giữa quốc lộ 15B với tuyến cao tốc thuộc địa bàn xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Còn dự án Hàm Nghi Vũng Áng sẽ tổ chức lễ khởi công tại khu vực giao giữa cao tốc với tỉnh lộ 551 đoạn qua xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Riêng dự án Vũng Áng Bùng do Ban Quản lý Dự án 6 làm chủ đầu tư, dù hiện chưa chọn được nhà thầu thi công nhưng dự kiến lễ khởi công của dự án này cũng diễn ra cùng ngày với hai đoạn tuyến Bãi Vọt, Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng là ngày 1 tháng 1 năm 2023.